chưa? Mimi, Mimi kiểm tra bánh xem chín chưa nào. Nào xuống đây với mẹ để kiểm tra bánh nào. Trời ơi, bánh chưa được, nó đi lấy ghế à? À lấy ghế à? Thôi, không phải ngó nữa đâu, đây này. Này, đây mẹ cho xem này. Xay xay ở cái nồi để xem thịt bánh chín chưa. Hai người hóng lên. Wow, wow, wow. Wow. Rồi. Giờ hai đứa đi lấy ghế ra ngồi. Lấy ghế. Lấy ghế nhanh nhanh nhanh. Đúng rồi, Mimi giỏi quá, Mimi giỏi lắm. Rồi, Cucu ghế đi đâu? Ghế ban đầu. Rồi. Mimi, lại đây. Sợ em còn nóng không cô? Đây này cho Mi này. Mày nóng rồi. Nào với mẹ. Cô cầm lên xem nào.
Mẹ đi lấy nước nhá. Đúng không? Đi lấy nước nhá. Rồi, xong chưa? Rồi, hai đứa đi cất cho mẹ này nào, mi đang uống này. Nào, cô cầm mi cất nào. Thôi nha. Rồi, cô cầm à. Đi cắt nào. Mimi ôm ghế đi cắt Mimi. Đây.